mình về, nguyện làm một chiếc lá đa sông về. Thưa bác sĩ Thanh Hà, em tên là Nguyệt, đang sống ở Nha Trang. Xin phép có câu hỏi gửi tới chương trình như sau. Cảm ơn bác sĩ đã chia sẻ thông tin hữu ích cho cộng đồng. Bác sĩ có thể chia sẻ về sự lây lan của COVID qua các con đường nào và hệ miễn dịch của một người có khả năng miễn nhiễm với COVID-19 hay không? Ví dụ như có người tiếp xúc với F1 thì nhiễm bệnh, nhưng những người khác tiếp xúc cùng thời điểm thì miễn nhiễm. Xin cảm ơn bác sĩ. Xin chào các bạn đã đến với chương trình và cái câu hỏi của bạn cũng rất là thú vị. Tôi xin được trả lời cái câu hỏi của bạn như thế này. Đối với COVID-19 thì chúng ta sẽ thấy là cái sự lây lan của nó là qua ba con đường. Thứ nhất là khi các bạn ho và hắt hơi, nó sẽ tạo ra những cái giọt bắn, và những cái giọt này thì nó có cái kích thước lớn, cho nên nó sẽ không đi xa và nó chỉ ở trong cái khoảng cách là dưới 2 mét. Và khi các bạn tiếp xúc mà với cái người mà mang cái mầm bệnh mà bạn tiếp xúc gần dưới 2 mét mà không có các cái phương tiện bảo vệ thì bạn sẽ có nguy cơ bị lây lan rất là nhiều. Con đường thứ hai đó là gì? Là qua con đường tiếp xúc, là tiếp xúc với ai? Tiếp xúc với cái nguồn bệnh mà khi người bệnh người ta ho và hắt hơi, nó có thể rơi trên các cái bề mặt và rơi trên các cái dụng cụ, các cái phương tiện trên nhà cửa, các giường chiếu, tất cả những cái đó. Mà nếu mà các bạn không có vệ sinh tay và các bạn không có vệ sinh khử khuẩn ở các cái khu vực đó, rồi bạn sẽ đưa lên mắt, lên mũi, lên miệng, thì cái đó cũng là một cái con đường lây. Và một cái con đường lây mà người ta tranh luận rất nhiều đó là liệu nó có lây qua đường không khí không. Thì ở đây người ta thấy là rất là nhiều những cái nhà khoa học vẫn còn đang tranh luận là nếu như mà nói là lây qua đường không khí thì nó chưa thỏa đáng, nhưng mà nhiều cái những cái vụ dịch hoặc là những cái tình huống người ta thấy là khi tiếp xúc gần ở trong một cái môi trường kín, thông khí kém, nhiều người và các bạn lại không mang cái khẩu trang thì các bạn cũng sẽ bị lây. Còn ở trong ngành y tế của chúng tôi thì khi mà chúng tôi chăm sóc cho người bệnh thì chúng tôi có thể tạo ra những cái hạt mà nó nhỏ có kích thước li ti á, hay là gọi là các cái hạt aerosol hoặc là khí dung, thì lúc đấy nó sẽ có thể lây qua đường không khí. Mà khi lây qua đường không khí thì rất là nguy hiểm bởi vì nó có thể lan đi rất là xa và nó sẽ có ảnh hưởng rất là nhanh. Và cái việc mà mình tiếp xúc gần hoặc là tiếp xúc xa thì đều có thể nguy cơ bị. Còn cái vấn đề mà miễn dịch của cái người mà có khả năng để miễn nhiễm hay không thì chúng ta cũng phải biết rằng là cái hệ miễn dịch của chúng ta là một cái hệ miễn dịch không phải tự nhiên mà nó sinh ra, nó đã có, mà phải qua rất là nhiều cái cuộc đấu tranh sinh tồn của cái người bệnh đối với các cái tác nhân thì gây bệnh, và cứ mỗi một lần tấn công như vậy thì người ta sẽ sản sinh ra những cái kháng thể để chống lại ha. Và cái sạc coronavirus này thì cũng vậy thôi, và muốn mà chúng ta có được cái những cái kháng thể để chống lại với lại cái sạc coronavirus này thì thứ nhất là chúng ta hoặc là chúng ta bị chúng ta phải bị mắc nó thì chúng ta mới có, hoặc là chúng ta được trích ngừa vaccine. Và chính cái vaccine đấy sẽ kích thích cơ thể mình để tạo ra những cái miễn dịch, tạo ra những cái kháng thể. Và khi mà lần sau chúng ta có mắc lại thì chúng ta sẽ, cơ thể chúng ta đã nhận diện được nó rồi, nhận diện nó là kẻ thù rồi. Và lúc đó cơ thể chúng ta sẽ tiết ra những cái kháng thể để chống lại. Và chúng ta cũng thấy cái câu hỏi của bạn có một cái điều là khi mình tiếp xúc với F1 thì tại sao có người nhiễm, có người không? Thì các bạn sẽ thấy là có thể bạn sẽ hiểu sai về cái F1 một chút. F0 là cái người mà chắc chắn là xác định là dương tính với sạc coronavirus 2. Nhưng cái người F1 thì người ta có thể có bị và có thể không. Cho nên nếu như anh tiếp với cái người F1 mà sau thời gian tiếp xúc với F0 đó người ta trở thành F0 thì cái người tiếp xúc đó sẽ có thể bị nhiễm. Nhưng mà có những người là F1, người ta có tiếp xúc với F0 nhưng mà người ta an toàn, tiếp xúc một cách an toàn thì người ta không có bị lây, thì lúc đó bạn tiếp xúc vào thì bạn sẽ không bị lây. Và một cái điều nữa là giả sử như cái F1 đó họ đã được trích ngừa vaccine rồi, hoặc là họ đã có kháng thể rồi và họ không có bị lây nhiễm thì lúc đó bạn cũng không bị lây. Cho nên cái việc mà chúng ta thấy là khi mà mình tiếp xúc với F1 thì cái việc mà có lúc có người thì bị lây, có người thì bị không cũng rất là dễ hiểu.
Nhưng một cái điều này chỉ chúng tôi muốn nhắc nhở với các bạn rằng là khi mà mình có vaccine rồi và mình áp dụng đầy đủ các cái biện pháp để ngăn ngừa lây nhiễm qua các cái đường như là tôi nói các bạn là đường giọt bắn khi người ta ho và hắt hơi mà bạn tiếp xúc gần, khi mà bạn vệ sinh khử khuẩn cái môi trường của mình, bạn tăng cường vệ sinh tay ha, bạn giữ cái khoảng cách, rồi bạn hạn chế đến những cái nơi đông người, những cái nơi mà họp mà ở trong những cái không gian kín chật hẹp. Ví dụ chúng ta thấy là những khi mà đi vào quán bar các bạn làm gì có đúng không ạ? Và những cái vụ dịch của chúng ta là ở quán bar rất là nhiều. Rồi trong những cái khu chợ ha mà nó kín không có cái lối ra, hoặc là trong những cái hội truyền giáo, tất cả như vậy chúng ta đều nên tránh. Và hôm nay tôi cũng chỉ chia sẻ với các bạn như vậy và hy vọng là các bạn sẽ hiểu và xin cảm ơn các bạn đã đến với chương trình của chúng tôi. Xin chào. Non nước yên bình khắp nơi chung lòng mình về nơi đây.